Wazaku, xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Toyota Corolla Cross, một chiếc xe gầm cao 5 chỗ nhỏ gọn, di chuyển trong phố linh hoạt. Với tính năng công nghệ an toàn trên chiếc xe thì nó được trang bị cho anh chị và các bạn rất là nhiều. Với phiên bản này thì nó đã cập nhật cho anh chị và các bạn với kiểu dáng nó ưa nhìn, thời trang hơn. Và những điểm để đánh giá được chất lượng của chiếc xe thì anh chị và các bạn hãy cùng theo dõi trong clip, em sẽ cập nhật đầy đủ cho anh chị và các bạn. Với chiếc xe Toyota Corolla Cross này thì là đăng ký tên tư nhân, biển tỉnh. Bản này là bản thấp nhất của dòng xe Corolla Cross và cái giá của chiếc xe nó rất là mềm, rất phù hợp cho anh chị và các bạn là mua xe để di chuyển trong phố cũng như là thỉnh thoảng mình di chuyển những cái cung đường cao tốc. Nó vẫn mang lại cho anh chị và các bạn những cái trải nghiệm cũng như là cái tính năng nhàn cho anh chị và các bạn, như là hệ thống set cruise control, giới hạn tốc độ để anh chị và các bạn có thể đi cao tốc nó sẽ nhàn chân ga hơn. Hay cái mức tiêu hao nhiên liệu của chiếc xe thì nó vẫn mang lại cho anh chị và các bạn thấy một cái mức tiêu hao nhiên liệu rất là hợp lý, 7,64 lít cho đường kết hợp và 10,01 lít cho đường trong đô thị, 6,26 lít cho đường ngoài đô thị. Đấy, một cái mức tiêu hao nhiên liệu đáng để anh chị và các bạn cân nhắc. Về cái tầm tiền của chiếc xe thì nó cũng rất là hợp lý, đáng để anh chị và các bạn quan tâm, chỉ hơn 700 triệu một chút thôi. Với các tính năng thì nó vẫn đầy đủ, như là hệ thống màn hình giải trí, rồi là hệ thống ghế ngồi chỉnh điện, cảm biến trước sau, các gói an toàn của nhà Toyota nó đã được trang bị đầy đủ hơn. Với chiếc xe này thì được bác chủ bác ký nâng cấp như là thảm trải sàn cũng như là hệ thống cam hành trình, tất cả các chi tiết nó vẫn giữ được độ đẹp. Đây là những cái chi tiết về phần con ốc bản lề của chiếc xe, anh chị có thể cùng tham khảo qua, em quay rất là rõ ràng cho anh chị và các bạn các chi tiết của chiếc xe để các bác có thể là cùng theo dõi và để đảm bảo an tâm cho anh chị và các bạn mua xe về sử dụng. Mình hãy mang vào hãng hoặc một bên thứ ba mà anh chị và các bạn tin tưởng để check lại kiểm tra, tránh được những cái rủi ro về xe tai nạn ngập nước, mang đến cái sự an tâm hơn trong quá trình sử dụng sau này. Lốp sơ cua đồi nghề của chiếc xe thì nó vẫn còn đầy đủ nguyên cho anh chị và các bạn đây, vẫn còn vạch sơn anh chị nhé. Tất cả các chi tiết nó vẫn giữ được độ hoàn hảo. Và bây giờ thì em sẽ mời anh chị và các bạn cùng ngắm qua về không gian nội thất của chiếc xe. Với cái một cái không gian ngồi nội thất ở hàng ghế thứ hai của chiếc xe, nó sẽ có một cái không gian rộng rãi thoáng đãng cho ba người ngồi. Với cái nội thất của chiếc xe này thì nó có điểm nổi bật đó là màu đỏ mận. Đấy. Thông thường thì những chiếc xe Cross nó sẽ có màu đen là nhiều, nhưng chiếc xe em đang giới thiệu anh chị và bạn là màu đỏ mận. Tất cả các chi tiết ghế ngồi, má ghế, nòng ghế của chiếc xe thì nó vẫn giữ được độ hoàn hảo. Và xe thì có trang bị cho anh chị và các bạn như là hệ thống cửa gió điều hòa trung tâm, không được trang bị cửa sổ trời. Ở trên bản V và bản HV nó sẽ có được trang bị cửa sổ trời. Và những cái tính năng an toàn như là cảnh báo vượt trên gương, hay là những cái phần giới hạn duy trì làn đường, khoanh khoảng cách thì trên phiên bản cao cấp nó mới được trang bị anh chị nhé. Còn bản này thì nó chỉ có giới hạn tốc độ thôi, cũng như là hệ thống đàm thoại, có đèn auto và gạt mưa. Đây là số km thực tế của chiếc xe đã lăn bánh trên đường, anh chị và các bạn có thể thấy qua. Đấy, các thông tin thông số của chiếc xe thì em luôn cố gắng cập nhật rõ ràng đầy đủ chi tiết cho các bác. Với màn hình của chiếc xe được trang bị là màn hình zin theo xe. Các phím điều chỉnh chức năng của chiếc xe anh chị có thể thấy có đề nổ start stop này, cần số dạng dọc, phanh của chiếc xe thì nó được trang bị là phanh đạp cạnh với cả phanh chân. Đấy, đây là những cái chi tiết về phần ghế ngồi, ghế lái, ghế phụ của chiếc xe. Sau quãng đường hơn 32.000 sử dụng, 32.000 km thì nó vẫn còn được cái độ căng mọng. Đấy, chất lượng của chiếc xe thì nó rất là hoàn hảo, đáng để anh chị và các bạn cùng cân nhắc qua bên sàn ô tô Hà Nội để mình có thể trải nghiệm thực tế về chiếc xe em đang cập nhật. Và những cái phần tem mác của chiếc xe, năm sản xuất thì các bạn có thể xem ở cột này. Với chiếc xe em đang cập nhật cho anh chị và các bạn là phiên bản nhập khẩu nguyên chiếc Thái Lan, sản xuất là năm 2022 anh chị nhé, một chiếc xe siêu lướt. Các chi tiết ốc ác của chiếc xe thì đều giữ được độ nguyên bản cao, đảm bảo cho anh chị và các bạn có thể yên tâm mua xe về sử dụng. Và cái những cái phần máy móc của chiếc xe thì em cũng sẽ mời anh chị và các bạn cùng ngắm qua về hệ thống máy móc của chiếc xe này để các bác có cái nhìn tổng quát hơn. Xe đăng ký là biển 27A anh chị nhé. Đây là những cái phần như con ốc bản lề này. Đấy. Thanh rằng mấu nối của chiếc xe, tất cả các thanh rằng nó vẫn còn rất là thẳng tắp, không hề có hiện tượng móc méo gò hàn lại gì cả, hay có sự thay thế gì cả. Anh chị có thể nhìn qua các chi tiết để mình cùng cảm nhận từ những phần đầu đèn đến những các chi tiết ốc mặt máy, ốc chân máy của chiếc xe. Anh chị và các bạn có thể ngắm nghía qua. Đấy. Đảm bảo cho anh chị và các bạn có thể là yên tâm. Với mức giá bán cho chiếc xe Toyota Corolla Cross phiên bản 1.8G, sản xuất là năm 2022
Chiếc này là sản xuất là năm 2022, nhập Thái Lan, đang chào bán anh chị và các bạn với cái mức giá là 725 triệu, giá vẫn còn giảm và tương đương cho các bạn đang có nhu cầu. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại anh chị và các bạn ở những video tiếp theo của kênh Mua Bán Xe Cũ.